Sáng ngày 20 tháng 4, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức tọa đàm công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1 năm 2021. Báo cáo do VEPR thực hiện nêu nhận định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 có thể đạt mức 6 đến 6,3%. Chính sách tiền tệ cần lưu ý cân đối giữa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô. Vì năm 2021 có thể có rủi ro lạm phát, những yếu tố có thể hỗ trợ cho tăng trưởng bao gồm: chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh từ giai đoạn sớm, giúp duy trì hoạt động kinh tế trong nước, kỳ vọng về triển vọng kinh tế do việc hoàn tất ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU, EVFTA và IPA đem lại, tiến độ giải ngân và thi công các dự án đầu tư công trọng điểm được đẩy nhanh hơn, làn sóng dịch chuyển đầu tư và thương mại nhằm phân tán rủi ro từ cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung, môi trường vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát được ở mức chấp nhận được, tạo môi trường cho việc thực thi các chính sách hỗ trợ tăng trưởng. Theo ông Trần Văn Phú, trưởng bến tàu du lịch Nha Trang, ban quản lý Vịnh Nha Trang, từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày có từ 1.000 đến 1.500 du khách đến bến tàu đi cano, tham quan các đảo trên Vịnh Nha Trang. Theo ông Phú, lượng khách kể từ đầu tháng 4 đến nay tăng bình quân từ 100 đến 150% mỗi ngày so với các tháng trước đó. Dự báo dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, lượng khách đến Khánh Hòa sẽ tăng cao bởi nhiều chương trình kích cầu đã được áp dụng, cụ thể nhất là giá phòng giảm rất sâu. Theo đại diện bến tàu du lịch Nha Trang, nếu tình hình thuận lợi, dự báo lượng khách qua bến đi tour biển đảo trong dịp lễ 30 tháng 4 sắp tới đạt khoảng 5.000 đến 7.000 lượt khách. Hiện tượng sụt đất và hàng loạt giếng đào cạn kiệt nước bất thường tiếp tục diễn ra tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Trong khi người dân hoang mang suốt nhiều tháng thì chính quyền các cấp của Nghệ An vẫn loay hoay tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Ông Lương Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng cho biết, hiện tượng sụt đất bắt đầu xảy ra từ ngày 18 tháng 1. Tính đến nay, có 6 hố sụt lún tại cánh đồng Na Bãi, bản Na Hiên, khu vực Hang Cát Tơ, Thăm Bọ Cung, ruộng Na Tông, bản Công. Các hố sụt lún có đường kính từ 2,5 đến 7 m, sâu 1,5 đến 2,5 m. Bên cạnh đó, có 156 giếng bị cạn kiệt nước, chủ yếu ở các bản Na Hiên, Ná Nông, Công. Cuối tháng 3, đoàn liên ngành gồm Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường cùng chính quyền huyện Quỳ Hợp đã kiểm tra thực tế, sau đó tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao việc lại cho Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp. Ngày 20 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 1 tháng 7 sẽ triển khai thu phí hạ tầng cảng biển. Theo đó, mức thu thấp nhất là 15.000 đồng một tấn hàng hóa và cao nhất 4,4 triệu đồng một container 40 feet. Toàn bộ số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách, số tiền trích lại cho đơn vị tổ chức thu phí tối đa không quá 1,5%. Việc thu phí nhằm tạo nguồn thu hoàn thiện đường xung quanh khu vực cảng Cát Lái và các cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giảm ùn tắc tai nạn giao thông, tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện lập biên bản xử lý 29.480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 29.150 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 330 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, phạt tiền hơn 100 tỷ đồng, tước 18.198 giấy phép lái xe, tạm giữ 29.480 phương tiện. Trong các địa phương, thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ xử lý nhiều nhất với hơn 4.500 trường hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu hoàn thành việc tiêm 6.700 liều vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng ưu tiên trên phạm vi 13 trên 13 huyện, thị xã, thành phố, theo quy định và hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Theo đó, nhân viên y tế có 2.660 người, bao gồm bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế các xã, các điểm chốt chặn, kiểm dịch, ưu tiên những đối tượng tuyến đầu có nguy cơ cao. Nhân viên tham gia phòng chống dịch có 2.740 người, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp có 1.300 người. Lúc 2 giờ ngày 20 tháng 4, tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, thành phố Phú Quốc, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 4 phụ nữ là những công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường biển vào địa bàn thành phố Phú Quốc. Qua điều tra nhanh, các công dân này khai còn một người phụ nữ đi cùng.
Tổ công tác phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện người này tại một khách sạn ở phường An Thới. Theo những công dân này khai, do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát tại Campuchia, nên họ thuê tàu đi đường biển đưa về Việt Nam qua địa bàn thành phố Phú Quốc. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang bàn giao 5 phụ nữ này cho cơ quan y tế thành phố Phú Quốc kiểm tra phòng chống COVID-19, đưa đi cách ly theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương, tức ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, sau 2 ngày làm việc với các nhóm được phân chia theo ủy ban, các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 8 đã bầu các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã bầu đồng chí Miguel Díaz-Canel, hiện là Chủ tịch nước Cuba, giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, kế nhiệm Đại tướng Raúl Castro Ru. Cũng tại buổi làm việc này, Đại hội đã công bố danh sách Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra Ban Bí thư gồm 6 đồng chí.